Đăng Khoa kính chào quý khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Điểm tin buổi sáng thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2017. Trong Điểm tin buổi sáng ngày hôm nay, tin đầu tiên nói về chính phủ Mỹ loan báo hạ sát lãnh thổ ISIS ở Afghanistan. Theo các giới chức Mỹ và Afghanistan, người đứng đầu ISIS tại Afghanistan vừa bị hạ sát vì được cho là từng hoạt định các cuộc tấn công gây tiếng vang, kể cả vụ tấn công vào một bệnh viện quân sự khiến ít nhất 50 người bị chết. Theo tin từ dinh tổng thống Afghanistan cho biết, chỉ huy lực lượng ISIS ở Afghanistan là ông Abdul Hassis đã bị giết hồi tháng qua trong một cuộc lùng diệt của các đơn vị biệt kích. Đây là người lãnh đạo thứ nhì của ISIS tại Afghanistan bị liên lực lượng Mỹ và Afghanistan giết chết chỉ chưa đầy 9 tháng. Tin tức về việc giết ông Hassis đã được đưa ra sau khi Washington ra lệnh thả một quả bom khổng lồ xuống nơi ẩn náu của ISIS trong cùng khu vực loan báo giết được người này. Tư lệnh NATO ở Afghanistan là tướng John Nicholson xác nhận việc giết Hasif và cảnh cáo rằng bất cứ tay súng ISIS nào tới Afghanistan sẽ cùng chung số phận. Đến với bản tin thứ hai là về thông tin về Mỹ. Chủ tịch Fed nói rằng muốn kinh tế Mỹ tăng thì phải thêm lao động vào nữ. À, theo chủ tịch đó, nói rằng kinh tế gia nhiều quyền lực nhất của Hoa Kỳ vừa đưa ra một giải pháp cho tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm ở Mỹ, đó là đưa thêm phụ nữ vào lực lượng lao động. CNN trích phát biểu của bà Janet Yellen là chủ tịch của quỹ dự trữ liên bang hay được gọi là Fed, nói rằng nếu số phụ nữ đi làm nhiều bằng phải nam, thì nền kinh tế của Mỹ sẽ tăng trưởng thêm được 5%. Trong buổi nói chuyện hôm thứ Sáu tại Đại học Brown University, bà Yellen nhận định rằng chúng ta trong cùng một quốc gia từng gặt hái được nhiều hữu ích qua việc gia tăng vai trò đóng góp của phụ nữ trong nền kinh tế. Nhưng chứng cớ cho thấy rào cản đối với phụ nữ vẫn còn tồn tại. Theo bà Yellen, nước Mỹ cần có những chính sách tốt hơn để khuyến khích phụ nữ gia nhập thêm vào lực lượng lao động, thu hẹp mức cách biệt. Xin lỗi quý vị thu hẹp mức cách biệt lương bổng do khác biệt về giới tính và để mạnh sự tăng trưởng kinh tế nói chung. Về bản tin thứ ba là về tình thế giới, có một vụ vỡ đê ở Montreal và tình trạng ban hành khẩn cấp đã được loan ra. Thị trưởng thành phố Montreal, nơi có nhiều cư dân định cư thứ nhì tại Canada, vừa ban hành tình trạng khẩn cấp vì bị lụt lội nặng sau khi những các trận mưa tầm tả. Thành phố này với 3D bị vỡ là một trong 40 nơi ở vùng Quebec lâm vào hoàn cảnh bị lụt lội. Theo tin của hãng thông tấn UPI, cuộc khủng hoảng này gây ra bởi tuyết tan từ trên núi cũng như các trận mưa tầm tả kéo dài trong một tuần qua, khiến đến nay có 1.900 căn nhà phải di tản. Thị trưởng Montreal là ông Dennis Corey cho hay ông được thông báo là mực nước sẽ ổn định vào ngày thứ ba và khởi sự rút xuống sang ngày thứ tư. Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố ở nhiều nơi, kể cả thành phố Laval. Mực nước dâng cao cũng khiến trường học phải đóng cửa, cùng làm gián đạn an toàn giao thông. Ngoài ra, giới hữu trách cũng đang tìm kiếm hai người bị mất tích và một người đàn ông ngoài 30 và một đứa trẻ 2 tuổi. Về phần điểm tin thứ tư là một tàu đi Phú Quốc chết máy khiến hơn 300 người hoảng loạn. Sau 3 giờ lên đênh giữa biển sóng lớn, nhiều hành khách đã hoảng loạn, tưởng mình không qua khỏi sau khi một tàu khách đi đảo Phú Quốc. Sau khi rời bến từ thành phố Rạch Giá thì chết máy không sửa được, đành phải thả trôi. Theo báo điện tử Vietnam Express, khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 5, tàu don 3 rời bến tàu Rạch Giá đi Phú Quốc sau khi chạy được 40 phút thì vướng vào lưới của người dân khiến tàu phải neo giữa biển để sửa chữa. Anh Trần Long Huỳnh là ngụ tại Rạch Giá là một hành khách đi trên chuyến tàu này cho biết. Trên tàu có hơn 300 hành khách. Ban đầu thấy tàu dừng, nhiều người hỏi nhân viên thì được trả lời là tàu bị vướng rác. Nhiều lần đi tàu và tình trạng này xảy ra thường xuyên nên tôi không lo lắng gì. Đến khi nhân viên báo là không sửa chữa được, phải chờ tàu ra kéo vô Rạch giá thì nhiều hành khách mới bắt đầu hoang mang. Tàu lại dừng đứng nơi có sóng rất là mạnh nên đánh ngã tàu rất nhiều lần khiến nhiều hành khách hoảng loạn, sợ quá ói mửa. Điều khiến hành khách tức giận là suốt hàng giờ lên đênh trên biển, nhà tàu không cập nhật thông tin hay trứng an khiến mọi người rất là lo âu chờ đợi. Tình cũng cho biết, đến 18 giờ cùng ngày, tàu xuất bởi đoàn ba mới được lái dắt vào bến tàu Kiên Giang. Nhiều hành khách vẫn hoảng loạn. Họ nói trong nước mắt, bước lên bờ chúng tôi mới biết mình còn sống chúng tôi phải cầu nguyện trong suốt thời gian trên tàu. Hàng trăm hành khách tập trung tại nhà chờ yêu cầu phía công ty chủ quản tàu Superdon phải giải quyết chỗ ăn nghỉ và sắp xếp đi Phú Quốc vào chuyến sáng sớm ngày mai. Trong bản tin cuối cùng, Pháp muốn gửi Pháp muốn người mẫu không quá gay. Quốc hội Pháp mới đây thông qua một đạo luật đòi hỏi người mẫu phải có giấy chứng nhận của bác sĩ rằng họ trong tình trạng khỏe mạnh và không quá gầy yếu. Đây là nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng các người mẫu nhịn ăn đến mức nguy hiểm trong kỹ nghệ thời trang cạnh tranh khốc liệt này. Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, một đạo luật thứ nhì cũng được thông qua cùng lúc, trong đó đòi hỏi giới báo giấy và trên mạng phải nói rõ ràng khi hình ảnh các người mẫu được sửa chữa, với hàng chữ hình chụp được chỉnh sửa. Đòi hỏi đối với các người mẫu sẽ có hiệu lực tức thời, nhưng về các ảnh chụp sẽ không phải thi hành cho tới tháng 10 năm nay trong khi đó cũng theo trang UBI loan tin luật này của pháp được đưa ra sau khi các đạo luật tương tự được thông qua ở ý và tây ban nha bộ trưởng y tế pháp Marius Turian nói rằng luật mới này không chỉ để bảo vệ người mẫu mà còn cho các phụ nữ và các thiếu nữ trẻ tuổi để họ không bị ảnh hưởng bởi hình ảnh quảng cáo mà kỹ nghệ thời trang này đưa ra cảm ơn quý vị đã đến với điểm tin buổi sáng thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2017 đăng khoa kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau